Xin chào quý vị, Lan Hương rất vui khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh tin tức 24h TV. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Mỹ âm thầm giáng đòn Nga khi bí mật cấp số lượng cực lớn thiết giáp kháng mìn Mars Pro cho Ukraine. Trang AVR của Nga vừa cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24 tháng 2, Đến nay, Mỹ đã cấp cho Ukraine 200 xe bọc thép M113 và 440 thiết giáp kháng mìn Maxpro. Truyền thông Nga cho rằng, việc Mỹ chuyển giao lượng lớn xe thiết giáp kháng mìn cho Ukraine là động thái làm leo thang căng thẳng. Phía truyền thông Nga cho rằng, dù một số thiết giáp bị Nga phá hủy, tuy vậy số lượng những phương tiện này vẫn còn rất nhiều trong trang bị của quân đội Ukraine. Trước đó, theo thông tin công khai, thì chỉ có khoảng 50 xe bọc thép M113 và khoảng 100 thiết giáp kháng mìn Mars Pro được chuyển giao cho Kiev. Vì vậy, việc chuyển giao thực tế gấp nhiều lần cho thấy phương Tây vẫn đang âm thầm hỗ trợ đắc lực cho Kiev. Hiện, Ukraine và cả Mỹ đều chưa bình luận về thông tin truyền thông Nga đăng tải. Việc Mỹ cung cấp cho Ukraine những thiết giáp Max Pro sẽ giúp quân đội nước này cơ động hơn trên chiến trường, đặc biệt là trong chiến dịch phản công quân đội Nga tại các mặt trận. Có thể nói trong số các loại MRAP hiện đại nhất mà Lầu Năm Góc đang biên chế, thì dòng xe Max Pro được Mỹ hợp tác với Israel sản xuất và đang đứng vào tốt đầu. Ngay khi đi vào biên chế vào năm 2007, Max Pro đã được đem sang chiến trường. Afghanistan để thử lửa Tại đây, chúng ta đã thể hiện xuất sắc đến nỗi chính quyền Afghanistan đã phải đề nghị Mỹ chuyển giao cho họ hơn 150 chiếc. Những chiếc xe Mars Pro có thể chịu được vụ nổ gây ra bởi 14kg thuốc nổ TNT dưới bánh hoặc 7kg TNT ngay dưới gầm xe. Với thiết kế mô có khả năng sửa chữa và biến hình nhanh chóng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể. Xe được trang bị lớp kính chống đạn có thể vô hiệu hóa đạn súng bộ binh hoặc mảnh văng đạn pháo. Các cửa kính bên hông xe được lắp chấn song bằng thép nhằm cản giữ lại các loại đạn chống tăng. Max Pro được bố trí hai cửa hông và cửa chính đầu quân ở đằng sau xe. Cửa được thiết kế bao gồm nhiều lớp giáp tổng hợp giúp bảo vệ lính khỏi đạn bộ binh bắn thẳng cũng như là mảnh văng của đạn pháo. Trên nóc xe là ụ súng máy hạng nặng 12,7 mm. Để bảo vệ xạ thủ, ụ súng này cũng được trang bị giáp và kính chống đạn. Một loại lốp đặc biệt được trang bị cho xe giúp chúng vẫn có thể cơ động ngay cả khi bị bắn thủng, tuy nhiên vận tốc sẽ giảm xuống. Mast Pro có tổng trọng lượng từ 12,7 đến 14,5 tấn tùy theo biến thể, chiều dài từ 6,5 đến 7,2 m, chiều rộng 2,5 m, chiều cao 3 m. Xe được trang bị động cơ D9.31616 với công suất 375 mã lực, giúp chiếc xe có thể đạt vận tốc tối đa 105 km/h. Dự trữ hành trình lên tới 600 km, xe có khả năng chở theo tối đa 8 binh sĩ với trang bị đầy đủ. Thành viên tổ lái gồm hai người, một lái xe và một xạ thủ súng máy. Hiện quân đội Mỹ đang biên chế khoảng hơn 6.000 chiếc Max Pro với hai biến thể Max Pro Plus 1234, Max Pro Dash M1235. Ngoài Mỹ còn có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khác đang biên chế dòng xe này. Đơn giá hiện có của một chiếc Max Pro lên tới hơn 1 triệu đô la Mỹ. Ông Putin nhận định điều có thể xảy ra nếu Nga không mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin ngày 5 tháng 11 cho biết Nga chắc chắn sẽ đối đầu với chế độ tân phát xít ở Ukraine, ngay cả khi Moscow không mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Putin nói, việc Nga đối đầu với chế độ tân phát xít nổi lên ở Ukraine là không thể tránh khỏi, nếu Nga không mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, mọi chuyện vẫn diễn ra như những gì đã xảy ra thời gian qua, nhưng Nga sẽ ở tình thế tệ hơn. Theo Tổng thống Nga, một số đồng minh phương Tây của Kiev đã đẩy tình hình ở Ukraine đến ngưỡng có thể xem là tự sát với người Ukraine và nguy hiểm với người Nga. Ông Putin mô tả tình thế hiện tại. Chúng tôi nhận ra điều này dựa trên bản chất của các hoạt động chiến đấu. Nó như thể người Ukraine đang bị đẩy vào lò thiêu. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng chính người Ukraine là nạn nhân chính và đầu tiên của việc cố tình kích động sự thù hận với người Nga và nước Nga. Ông Putin nói, ở Nga thì ngược lại, chúng ta luôn đối xử với người dân Ukraine một cách nồng hậu và tôn trọng. Điều này đúng trong quá khứ và ngay cả ở hiện tại, khi xảy ra xung đột, chúng ta vẫn giữ cách đối xử như vậy. Theo Tổng thống Nga, Nga buộc phải mở chiến dịch quân sự đặc biệt để ngăn tình huống nghiêm trọng hơn. Ông Putin lưu ý, trong các thế kỷ trước, một số cường quốc phương Tây đã hưởng lợi từ cuộc nội chiến ở Nga. Họ không quan tâm tới bất cứ ai mà chỉ theo đuổi lợi ích riêng và muốn nước Nga suy yếu. Ông Putin nhấn mạnh, giờ đây bằng cách không ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và đưa lính đánh thuê tới đây, họ hoàn toàn tàn nhẫn với công dân của mình. Họ đang chi tiền vào vũ khí để thúc đẩy các mục tiêu địa chính trị mà không mang đến lợi ích của người Ukraine. Chính các nước phương Tây thúc đẩy những gì đang diễn ra ở Ukraine, Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Chúng tôi sẽ bảo vệ tổ quốc theo cách mà những người anh hùng đi trước đã làm. Nghi vấn Nga cạn phương án gây sức ép với Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 10 tuyên bố đình chỉ thực thi thỏa thuận ngũ cấp sau khi cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tập kích tàu chiến hạm đội Biển Đen tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Nga trước đó cũng đã từng đe dọa rút khỏi thỏa thuận sau vụ nổ ở cầu kerch ở Crimea hôm 8 tháng 10, Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 1 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin đã đảo ngược quyết định với sự nhượng bộ duy nhất mà ông nhận được là đảm bảo bằng văn bản từ Kiev về không sử dụng hành lang vận chuyển ngũ cốc trên biển cho mục đích quân sự. Đây là động thái khá bất ngờ, chúng tôi không tin thỏa thuận này sẽ chết, nhưng không nghĩ tới Nga đổi ý nhanh như vậy. Andrei Sijov, Chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Nông nghiệp SovEcon, trụ sở ở Moscow nói, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm rất tốt. Tatiana Stratovay, nhà sáng lập công ty phân tích chính trị R-Politik ở Nga cho rằng, quyết định nối lại thỏa thuận cho thấy Nga không có phương cách nào để ngăn chặn dòng chảy xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Stratovaya nói, Điện Kremlin đã rơi vào cái bẫy của chính mình mà không biết làm thế nào để thoát ra. Theo chuyên gia này, sau khi quân cảng ở Sevastopol bị tập kích, Nga đã rất tức giận và tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc như một biện pháp đáp trả. Nhưng Nga không biết làm thế nào để ngăn tàu xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Stratovay cho hay, họ chỉ có thể làm như vậy bằng biện pháp quân sự, nhưng sử dụng vũ lực với tàu hàng không nằm trong kế hoạch của Moscow. Trong khi đó, quyết định đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc của Nga cũng có thể chọc giận lãnh đạo của nước châu Phi và Trung Đông, những người mà ông Putin tìm cách thu hút ủng hộ. Trước khi xung đột Ukraine bùng phát, các nước châu Phi và Trung Đông nhập phần lớn lượng ngũ cốc xuất khẩu của Kiev. Trong một thông báo về gia hạn thỏa thuận hôm 2 tháng 11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho hay, các lô hàng ngũ cốc Ukraine tiếp theo sẽ được chuyển tới Somalia, Djibouti và Sudan, các quốc gia tại châu Phi giới chuyên gia nhận định các bên liên quan có thể đã đưa ra một số cam kết riêng với moscow như là đảm bảo giúp nga xuất khẩu lương thực của họ để thuyết phục ông putin nối lại thỏa thuận ngũ cốc tuy nhiên sotat novaya cho rằng những gì đã diễn ra cho thấy nga chỉ nhượng bộ khi vấp phải phản kháng và thách thức chuyên gia này nói ông putin biết cách thoái lui khi cần giới chức ukraine và các nhà quan sát cho rằng Thỏa thuận ngũ cấp có thể là bài học để phương Tây tìm ra cách thuyết phục nga nhượng bộ trong thời điểm ông Putin dường như muốn leo thang tình hình như một cách để giữ lại hình ảnh sau những thất bại trên chiến trường. Họ sẽ nhượng bộ chưa đối thủ biết cách thể hiện rõ lập trường. Mikhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine viết trên Telegram: Cách để khiến họ xuống thang chính là chúng ta thể hiện sức mạnh một cách hợp lý. Sự việc cũng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như một bên quyền lực trong các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine. Tổng thống Erdogan đã đóng vai trò quan trọng trong các thỏa thuận trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine. Khi Nga bị phương Tây cô lập về ngoại giao và kinh tế, ảnh hưởng tới Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên một cách rõ rệt. Chúng tôi biết Ankara có tiếng nói ở đâu, thế nhưng không ngờ họ lại có ảnh hưởng tới ông Putin nhiều tới như vậy. Tôi thực sự tò mò về bí mật của ông Erdogan. Tại Nga, quyết định nối lại thỏa thuận ngũ cốc đã khiến nhiều người có quan điểm cứng rắn với Ukraine bất bình. Họ không quan tâm đến cuộc chiến này. Họ chỉ để ý tới tiền. Một tài khoản Telegram nổi tiếng từng kêu gọi quyên góp mua trang bị cho binh sĩ Nga cho hay. Đó là cách suy nghĩ của các chính trị gia. Họ không quan tâm tới những người lính suýt chết ở Sovatopol. Nhiều blogger và nhà báo Nga ủng hộ điện Kremlin cũng lên tiếng chỉ trích quyết định nối lại thỏa thuận ngũ cốc. Colonel Kassas, tài khoản Telegram với hơn 800.000 người theo dõi ở Nga viết. Những đảm bảo của Ukraine không đủ để tạo dựng niềm tin sau 8 năm, họ vi phạm các điều khoản về giải quyết xung đột ở vùng Donbass. Nga cấp tập đưa quân tới tiền tuyến chặn đà tiến công của Ukraine Giới chức Ukraine và các nhà quan sát phương Tây nhận định, Nga đang triển khai lính nghĩa vụ dọc toàn bộ chiến tuyến ở miền đông Ukraine trong nỗ lực ngăn chặn những bước tiến gần đây của lực lượng Ukraine. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực củng cố các lực lượng trên bộ của Ukraine gặp khó khăn sau 8 tháng xung đột. Sau khi Nga công bố lệnh động viên quân đội một phần vào tháng 9, các nhà phân tích quân sự đã dự đoán rằng Moscow sẽ triển khai binh sĩ tới các khu vực tiền tuyến trong suốt mùa thu. Các lực lượng Nga đang tấn công ở miền Đông, trong khi phòng thủ ở miền Nam Ukraine. Hôm 21 tháng 9, Tổng thống Putin ban bố sắc lệnh động viên một phần với mục tiêu huy động 300.000 lính dự bị nhằm bổ sung cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân kể từ sau Thế chiến II. Ngày 4 tháng 11, Tổng thống Putin xác nhận Nga đã huy động được 318.000 quân. Trong số lính dự bị này, 49.000 quân nhân đã được huy động đến tham chiến tại Ukraine sau quá trình huấn luyện. Số còn lại thì tiếp tục được huấn luyện. Việc bổ sung lực lượng của Nga được cho là nhằm tăng cường phòng thủ cho các vùng lãnh thổ mà Moscow đã kiểm soát hoặc sắp nhập vào lãnh thổ. Hồi đầu tháng 10, Tổng thống Putin đã ký thông qua đạo luật cho sáp nhập bốn tỉnh của Ukraine, gồm có Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugan sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi ở các vùng ly khai này. Trong cuộc điện đàm với tư lệnh tối cao lực lượng NATO ở châu Âu Christopher Cavoli ngày 3 tháng 11, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny cho biết, Nga đang tăng gấp 3 lần cường độ tấn công ở một số chiến tuyến. Tướng Zaluzhny nói, tình hình rất căng thẳng nhưng trong tầm kiểm soát, đối phương đã tăng gấp 3 lần cường độ tấn công ở một số khu vực chiến tuyến, lên đến 80 đợt tấn công một ngày. Nhờ sự kiên cường của các binh sĩ, chúng ta vẫn đang giữ vững phòng thủ. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, tổ chức phân tích có trụ sở tại Washington nhận định, sự gia tăng của lực lượng bộ binh ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine, không giúp Moscow giành được thêm các vùng lãnh thổ mới. Viện Nghiên cứu Mỹ cho biết thêm, các lực lượng Nga có thể sẽ thành công hơn trong các chiến dịch tấn công nếu họ đợi cho đến khi số lượng quân được huy động, tích lũy một lực lượng đủ lớn để vượt qua các tuyến phòng thủ của Ukraine. Quân đội Ukraine hôm mùng 5 tháng 11 thông báo, các lực lượng Nga đã gia tăng các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine bằng nhiều hệ thống rocket phóng loạt, đặc biệt là khu vực Donetsk. Nga cũng tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng trọng yếu ở cả miền đông và miền nam Ukraine nhằm cản đà tiến công của Kiev. Ở miền nam, nơi quân đội Ukraine đang tiến về thành phố Kherson do Nga kiểm soát, Ukraine ngày 5 tháng 11 cho biết, các tiểu đoàn pháo binh của lực lượng này đã bắn hơn 160 lượt pháo vào các vị trí của Nga trong 24 giờ. Tuy nhiên, lực lượng Nga cũng đáp trả tấn công các vị trí của quân đội Ukraine. Ukraine tự tin xe tăng Đức sẽ là chìa khóa chống lại máy bay không người lái từ Iran. Berlin đã cung cấp cho Kiev 30 đơn vị Gepard cùng với 6.000 viên đạn. Các vũ khí này đã giành được nhiều lời khen ngợi Thậm chí, nhà ngoại giao Ukraine Oleksandr Secheva còn cho rằng chúng vô cùng xuất sắc. Đây có thể là những vũ khí giúp cho Ukraine thay đổi cục diện trận chiến chống lại máy bay không người lái của Iran. Ông viết vào ngày 6 tháng 11, ước gì chúng tôi được cung cấp thêm. Còn được gọi là Flight Panzer Gepard, SPAAG của Đức, có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết và được phát triển vào những năm 1960. Trải qua một số lần nâng cấp, SPAAG là một bộ phận quan trọng của lực lượng phòng không quân đội Đức, Bundeswehr, cũng như là các nước NATO khác. Lực lượng Kiev lần đầu tiên sử dụng Gepard vào cuối tháng 9, theo một video được chia sẻ bởi tài khoản Twitter Ukraine Weapon Tracker. Đội tình báo xung đột cho biết Gepard có thể đã phá hủy một tên lửa của Nga trước khi bắn trúng một nhà máy điện ở Kiev vào ngày 18 tháng 10 trong khi đó một quân nhân Ukraine nói với tờ Bild của Đức trong một bài báo đăng hôm 1 tháng 11 rằng anh đã sử dụng hệ thống này phá hủy hai tên lửa hành trình và một số máy bay không người lái của Nga. Sát thủ có mật danh Mars nói hệ thống này đặc biệt hiệu quả trong trận chiến nhắm bắn các hệ máy bay không người lái Shahed ám chỉ các máy bay không người lái do Tehran cung cấp đang là bài thử nghiệm cho hệ thống phòng không của Ukraine. Musk cho biết anh và các đồng đội đã dành một tháng rưỡi ở Đức để đào tạo về hệ thống này. Anh nói thêm, chúng tôi đã nhanh chóng học được điều cơ bản của hệ thống. Điều này nên rất quan trọng với chúng tôi. Chuyên gia quốc phòng cấp cao tại Quỹ An ninh Baltic, ông Grand Grant, nói với Newsweek rằng Gepard là một thiết bị đẳng cấp thế giới, thế nhưng liệu nó có thể hạ gục được máy bay không người lái hay không? Phụ thuộc vào hoàn toàn việc được đặt ở đúng vị trí. Ông Grand nói, đó là một vũ khí chiến thuật. Lưu ý thêm rằng vũ khí này có thể cung cấp khả năng phòng thủ điểm cho sở chỉ huy lữ đoàn, khu vực lân cận hậu cần và có thể là thành phần pháo binh. Ông nói: bạn thực sự phải đặt nó vào đúng vị trí và điều đó có nghĩa là phải hiểu được đối phương sẽ đưa máy bay không người lái từ đâu đến. Việc sử dụng geppard diễn ra trong bối cảnh Đức và Thụy Sĩ đang có tranh cãi về việc cung cấp đạn dược làm cho vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambert đã đề nghị Thụy Sĩ cho phép cung cấp 12.400 viên đạn do Thụy Sĩ sản xuất cho lực lượng phòng không Ukraine. Tuy nhiên, điều này đã bị Bern bác bỏ, cho rằng động thái trên sẽ vi phạm tính trung lập của Thụy Sĩ. Các loại đạn pháo 35mm trước đây đã được các công ty Thụy Sĩ cung cấp cho quân đội Đức với điều kiện không được phép xuất khẩu vũ khí này nếu không có sự chấp thuận của Thụy Sĩ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo